Hồi sáng thì hai vợ chồng cũng đi chơi lễ ở biển Thành Phú anh chị, thì cũng có mua một ít hải sản về nè, để tụi em cũng sẽ đổ ra cho anh chị mình xem nha. Cái này mình mua là mình nhờ người ta luộc sẵn như vậy á, cho cái phần thịt đó, nó còn ha, còn chắc ha. Đúng rồi, chứ để nhiều khi mà mình mua mà không có luộc sẵn á, đem về nó chết nó không ngon. Nó chết thì nó bị mất thịt nữa. Này là tôm tích. Ô em ơi, có con bị vỏ nè. Cái con này là lúc mà bị chết á, bị thịt nó bị chết á. Bởi vậy mua cái này cũng hên xui quá trời luôn nè. Lựa mấy con nào chắc chắc đi bỏ qua đây nè. Lâm biết lựa nào chắc không? Dạ. Nè mấy con này nè đó. Ôi cũng sức đầu sức đuôi mình lâm rồi. Thôi phải không đó nha. Khi luộc á, trong đó là nó để trong cái gì đó, cái túi á hả, cái miếng lưới á. Bắt đầu một chút ra. Giờ lựa trước đi. Giờ thôi, giờ hai mẹ con coi lựa trước đi. Lựa phần tôm tích này coi làm sao. Này được phải không? Này là tôm tích. Ở đây mình sao mà nhỏ nhỏ không anh chị? Còn cái con bự thì người ta nói là con tôm dao là khác nữa. Ồ, cái này bởi vì cũng... Có 2-3 con mất thịt à, còn mấy con này được nè. Được cái đây tôm nè anh chị. Nè, giống như là anh nhìn nè. Anh cầm á, là giống như con này nè. Con này với mình, con này mình bẻ thịt ra thử hả? Anh cầm cái nó nặng á. À, nó nặng là con thịt đó hả? Con thịt. Còn cái con mà bọng bọng rồi là xong rồi đó. À, như con ghẹ nè, bị ốp nè. Nó nhẹ hiều rồi. Nhưng mà lựa như đây là ăn được á hả? Đúng rồi. Còn như đây là ăn không được á hả? Đúng rồi. Là không ngon đó không? Bởi vậy nhiều khi mình mua ở ngoài đó thì nhiều khi mình không có lựa được anh chị. Đổ xô cái nhiều khi giá nó cũng khác, nó bán khi cũng. Còn này cái này giờ để đâu? Ở đây. Còn cái ốp bỏ đâu? Bỏ đây hả? Bỏ đây. Bỏ vô đây. Bỏ đây hả? Đúng rồi, chứ ốp à. Đâu có ăn được. Nè con này bị ốp luôn nè. Kỳ vậy? Đó thấy không? Thấy chưa? Vậy là tính ra mình mua vậy là nè, hai con nè anh cầm đi. Con này ăn được nè. Đúng rồi. Vậy là ghẹ này nãy mình mua là hết 150 1 ký. 150 1 ký là thành ra nếu mà vừa này kia là tính ra là thành ra cũng hết 180. Gần 200 ngàn 1 ký. Bởi tính ra cũng đâu có rẻ đâu. Đúng rồi. Tính ra cũng không rẻ. Con này nặng nè. Tính ra cũng đâu có rẻ đâu thấy không? Mấy con nhỏ này chứ nó chắc kìa nè. À. Con ghẹ có chút xíu anh chị, nhưng mà rất là chắc. Để hồi mình ăn thử mới biết ha. Chứ bây giờ cầm thì mình giờ mình cũng chưa nấu như thế nào, chưa biết như thế nào. Con này nó ốp nè hả? Ừ, ốp. Nè, như con này ha. Con này chắc không? Chắc. Nhỏ xíu mà chắc ha. Ừ. Nè, nó có gạch luôn nè ha. Có không? Nè. Có thịt ha. Nè. Rồi ok. Rồi để lại con nó đi, rồi có con ốp coi, con ốp coi. Con ốp nè. Ốp là làm sao? Nè, cái thịt của nó bị mềm nè. Nó mềm mềm nhũn hả? Bẻ luôn thử coi nó làm sao. Bẻ nổi không? Đúng, bẻ ngược lại. Có thịt không? Cũng có thịt mà em ăn được. Trời. Giống như là nhiều khi nó mới chết á. Ừ. Vậy là ăn được. Cũng ăn được. Giờ thôi để qua lại. Bởi vậy thành ra là nói quan người dân đâu rồi. Còn cái con tôm tích hồi nãy em có thử chưa? À chưa, em chưa thử dưới đây nè. Con tôm tích thì nó ốp thì nó có như con như ốp nữa nè, để họ khui con này nữa nè. Con này là em thấy là không có thịt luôn. Không thịt luôn hả? Hầu như là không có thịt luôn á. Đâu bẻ cái đơn nữa thôi coi. Mềm xèo luôn. Đâu bẻ thử coi. Giống như thịt nó bị phân ra luôn rồi nè. Nó mềm xèo hả? Thấy không? Nè. Được nè, cũng có thịt nè. Nhưng mà thịt nó bị mềm. Được không? Ngon, được ok luôn hả? Sao em thấy nó mềm sùi hả? Ngon, ok. Ok phải không? Vậy là tính ra là do là mình mua mà mình nhiều khi mình cầm lên vậy nhưng mà mình ăn thì nó khác anh chị. Vậy mới mốt rồi. Vậy là tính ra là nó ngon chứ không sao em ơi. Còn để em coi con tôm tích kìa. Bây giờ lột thử con tôm tích mà em nói nó ốp rồi nó làm sao? Dạ. Sao? Ăn được không? Thịt nó bị bở hết trơn rồi. Nhưng mà cũng có thịt không? Cũng có thịt. Hay là tại vì nó nhỏ mà nó bị bở? Em không biết nè. Được không? Ngon không? Nó mềm mềm nhưng mà nó không có cái độ dai. Rồi đâu giờ em lấy cái con chắc em thử coi nó làm sao. Tách thử con chắc coi.
Tại vì cái con tôm tích này em thấy nó rất là nhỏ anh chị, mà sao nó rẻ quá. Có quy ra 150 2 kg. Là có 75.000 kg à, thấy cũng rẻ. Ừ. Thử coi. Chắc á là mình lột ra nè, nó đi ra nó có nguyên một miếng thịt luôn nè, ha. À. Còn cái con hồi nãy nó bị ớt á là nó thịt nó bị dụng ha. Nè. Ồ, vậy là cũng ngon ha. Nè. Nó chắc là nó ra mình lột cái vỏ nó ra thì nó có nguyên miếng thịt, còn khi mà con ớt á là mình tách ra là cái nó bị nó dính thịt luôn. Ừ. Ha. Bởi vậy. Cái này mình cho nước sôi trước mình mới hấp lại em ha. Đúng rồi, bây giờ mình đợi nước nó sôi rồi á thì giờ để lên cái sẩn hấp vậy nè. Nhưng mình hấp giống như mình hấp cách thủy lại vậy á. À. Để nếu mà mình để nước vô nữa thì con ghẹ của mình nó sẽ mất cái độ ngọt của nó. Luộc không ngon ha. Đúng rồi. Hồi nãy dưới người ta luộc vậy, người ta luộc nó cũng chín sẵn rồi ha. Đúng rồi. Chín chưa? Nãy chín chưa? Hồi nãy em ăn thử rồi đó. À. Hồi nãy nó chín cho nên em mới ăn thử. Chứ nếu mà chưa chín ăn đâu có được. Mình với lại mình mở cái vỏ ra nó cũng đâu có được đâu. Là cái thịt của nó còn bị sống sống mà đâu ăn được. Hồi nãy là người ta luộc vậy là 15.000 ký hả? Đúng rồi, 15.000 ký. Mình luộc hết nguyên mẻ này là hết 50.000 tiền công luộc. Mà hình như là cua là người ta luộc cái giá nó khác. Cua thì người ta luộc á là nó lâu hơn. Còn con ghẹ với lại con tôm tích này á, luộc trong thời gian nó ngắn hơn. Cho nên đó là nó ít có hao ga hơn. Còn cua thì luộc lâu hơn thì nó hao ga của người ta. Cho nên đó là người ta phải tính tiền công tới 30.000 lận. Còn cái này có 15.000 à. Này rẻ hơn ha. Ừ, 15.000 một tí nha. Chứ không phải là 15.000 nó thuộc mẻ này. Hải sản này là ở ngoài ghe người ta mới kéo vào anh chị, nên là nãy thì ghẹ thì cũng còn sống nè, rồi tôm tích cũng còn sống, rồi nó sẽ lộn xộn vô khi có con chết con sống rồi đó, nên là khi mà luộc lên thì đem về thì có một con, có vài con sẽ bị ớp ha, vài con dạng như là nó không phải bị ớp nhưng mà nó bị chết rồi nên nó hơi mềm một xíu. Chết nó mất thật. Bây giờ luộc cũng đã chín rồi, bây giờ mình chỉ cần hấp nóng là mình ăn thôi. Này giờ đậy nắp lại. Dạ giờ nó cũng đã nóng rồi nè. Cái hơi á lên nhiều dữ lắm luôn. Giờ là mình sẽ rắc ra luôn. Hải sản này thì dưới đó người ta cũng luộc sẵn anh chị. Mình về mình hấp khoảng chừng 10 phút nữa là bắt đầu là nó ăn được rồi. Chủ yếu là mình làm nóng lại thôi ha. Làm nóng lại. Chủ yếu là mình làm nóng thôi chứ mình không phải là mình luộc, không phải mình hấp là cho nó chín anh chị. Đã nó đã chín sẵn rồi. Ồ, hấp dẫn ha. Hôm nay đi thành phố thấy hải sản nhìn thấy mê mua về nhà ăn. Mai sẵn ăn lễ 2 tháng 9 luôn hả? Đúng rồi. Với lại hồi nào giờ mình cũng không có mua vậy nữa cho nên là mình không biết thế nào nên hôm nay mình mua mình ăn thử. Mua thử cả 21 mình có việc mình đi á, cái mình mua về mình ăn. Thường là mình mua trên này không ít khi nào rồi. Tại vì dưới thấy người ta bán bịch bịch mình không dám mua. Mua sợ nhiều khi hải sản nó không ngon. Thì đó. Bữa hôm nay thấy nó còn sống nên thôi kệ mua về ăn thử. Này đến hồi ăn thử rồi cái mình xem thử coi là coi có ngon hay không ha. Nhiều khi ngon không biết ngon hay không nhưng mà ngon không tưởng á. Đúng rồi. Tưởng không ngon kêu bằng là tưởng không ngon mà ngon không tưởng. Đúng rồi, tưởng không ngon ai dè ngon không tưởng. Bây giờ mâm hải sản tụi em cũng đã hấp lại xong rồi anh chị. Bây giờ thì tụi em sẽ thưởng thức xem thử coi là lần đầu tiên mà mình cũng mua là hải sản mà ở dưới đó bà con người ta bán mỗi lần một túi túi gì đó, xem thử coi là có ngon hay không ha. Thì hải sản hôm nay tụi em mua là có ghẹ nè và có tôm tích. Cái này là người ta cũng nói là ghẹ cũng mới vừa vào đó anh chị, nên là mình cũng sẽ mua về ăn thử ha. Ở Bến Tre mình thì ghẹ nó hơi nhỏ nhỏ vậy thôi chứ nó cũng không có bự lắm, và tôm tích thì cũng vừa vừa vậy thôi nè anh chị. Có con cũng bự nè. Con này là bự nhất nè. Con này bự nhất không? Nè con này bự hơn nè. Đó. Hôm nay thì mình sẽ thưởng thức xem thử coi là hải sản ở biển thành phố dưới người ta bán xem thử có ngon hay không nha. Rồi. Thì tụi em cũng mời cả nhà cùng thưởng thức cho tụi em nha.
À, Lâm con muốn ăn cái nào trước con ăn để con mời ông bà luôn đi con. Dạ, con mời ông bà cùng ăn với con. Ừ. Nó nhỏ, con ghẹ này nhỏ xíu à. Nhưng mà cái bộ chắc mà. Con ăn mấy cái tắp sẵn cho. Nãy nói là cái này nó mềm nè, để ăn thử cái thịt. Anh ăn thử cái thịt nó mềm mềm, anh ăn thử không nè. Đây hả? Ừ, đó. Nó mềm là nhiều khi tại vì là nó mới vừa ngợp. Và nhiều khi nó mềm, có con nhiều khi cái nó dạng cua lột á, dạng lột á. Ừ. Vậy đó. Này là nước chấm này là của Lâm làm. Chấm hải sản. Không biết ăn hả? Dạ, nóng quá không mở. Nóng hả? Được ha. Ngon mà. Ngọt kìa. Này là đúng là kêu bằng là tưởng không ngon mà ngon không tưởng à. Ừ. Trời ơi. Chắc chắc chưa? Chắc luôn hả? Ừ. Nó thấy nó nhỏ nhưng mà nó có vỏ á. Ăn luôn vỏ luôn hả? Nó nhỏ mà. Thôi anh nhả vỏ. Con ghẹ nhỏ xíu anh chị nhưng mà thịt rất là ngon. Có thể là biển ở đây mình là biển cát đen á, cát phù sa á. Nên biển phù sa nên là nó không có ghẹ bự. Còn ở ngoài Phú Quốc nè, với Nha Trang, rồi ở Vũng Tàu, Côn Đảo rồi ghẹ bự hơn. Hồi kỳ đợt tụi em đi Côn Đảo ăn một con ghẹ rất bự, chị bữa con ghẹ cũng khoảng nửa ký á. Mà ghẹ nó là ghẹ sống, ghẹ bơi luôn á. Là đợt đó hình như tụi em mua ngoài đó hình như tới 800 ngàn ký. Còn ghẹ này là chỉ có 150 ký. Một con, một ký kia bằng gần đôi cây á. Đôi cây 2, 3, 4, cũng gần cả 5 ký ghẹ này. Đúng không? Đúng rồi. Tại vì nó tới 800 ngàn một ký, còn này có 150 rồi. Đây là con tôm tích ở biển của mình đây anh chị. Giờ em cũng sẽ tách ra thử ha. Cái này cái đầu. Cái đầu này, cái này chỗ này ăn được không em? Không, ăn nó không được đâu. Để coi. Con nó nhỏ ha. À cái này là giờ mình sẽ bẻ theo cái sống lưng này nè ha. Bẻ theo sống lưng. Bẻ sống lưng này nè. Bẻ này. Mạnh lên. Bẻ về nè ha. Đó, cái thịt có thấy không? Nè, loại thịt nè. À mình bẻ về nó hơi khó ha. Lấy cái kéo mình cắt hai cái ghẹ nó xong cái mình dở lên luôn à. Cái này con này là con tôm tích này á, là mình dùng cái kéo này nè anh chị, mình cắt hai cái sống lưng ha. Vậy đúng không? Đúng rồi. Cắt hai sống lưng. Hai cái sống lưng đó luôn. Cắt sát vô xíu. Rồi. Về mà dở lên nè. Đó ha. À. Xong. Dễ không? À. Rồi xong là bắt đầu là anh ăn luôn. Cái này dở lên nè. Ừ. Khoan ăn để coi anh dở lên đây nè. Ôi nó bị bể thịt ở trơn à. Không phải bể thịt mà tại vì sao mà cho cái phần bên dưới đó, nó phải dính lại xíu. Rồi chấm với nước chấm nha. Ừ, ăn thử ăn ngon. Ừ, nó ngọt. Cứng ngắt luôn á. Ừ. Thịt này là cứng ngắt luôn á, là nó bảo đảm là còn tươi. Còn tươi ngon á. Nhưng mà có một cái nó hơi nhỏ thôi, còn cái còn có con tôm tích mà hồi đợt mình đi biển Tân Thành á, con gần cả 100 gram. Đúng rồi. Rồi có người thấy hồi đợt mình đi Cà Mau ăn như con như cái 200 gram. Không, một con đó là 300 gram. Một con 300 gram. 300 gram là mình cắt ra được thành 3-4 khúc. Ừ. Một người là ăn 1 khúc. Ừ. À. Mà ăn được nhiều lần chứ không phải là nói một người ăn 1 khúc không. Nè, nó lấy kéo cắt cái sống lưng này ra. Cắt cái sống lưng. Cái mình nắm mình dở lên nè. Còn cái phần mình ở dưới thì anh ăn luôn cũng được. Tại nó cũng mềm á, bên dưới giống như cái chân của nó đó. Ừ. Nó cũng mềm chứ nó không có. Rồi xong. Dở lên. Rồi anh cắt chưa tới. Nè, nó cắt mới cắt không tới nè, nên nó bị về nữa ha. Đúng rồi. Cắt chưa tới anh dặn. Ừ. Chưa. Anh phải cắt hết cái ghề vàng cắt luôn. Biết sao không? Tại vì anh đeo đúng rồi, cắt chưa hết chân nè. Bởi về sao ăn.
Tại vì như anh không có đeo kiến, anh đeo kiến vô bây giờ nó bị mờ á. Giờ nó kiến cận, giờ nó chuyển sang muốn đợi cái độ độ lão rồi. Rồi làm con cắt thử cho mẹ ta coi. Dạ. Yeah. Con cắt không? Hết cái ghề vàng luôn. Ôi trời. Trời ơi, cầm cái kéo xuống. Ừ đúng rồi đó, con cắt hết cái ghề vàng như vậy đó. Tới bên, rồi, tới đó rồi rồi. Cắt cái hàng chân. Rồi xong, con dở. Con dở, không phải. Nắm ở này nè. Nắm bên dưới. Đúng rồi, đây nè, để bà làm thử coi. Nè, ví dụ như mình gỡ cái này một cái chân lên nè. Dù mình gỡ lên. Đó, vậy nè ha. Yeah. Rồi xong mình gỡ lên luôn nè. Đó, gỡ lên luôn nè. Thấy không? Yeah. Lâm nó cắt được nè. Rồi. Cắt xong rồi cái bỏ cục này đi. Rồi, đó. Rồi xong rồi con gỡ con nắm này vậy nè, con gỡ thịt lên hiểu không? Yeah. Nha, mà gỡ thử được không? Không có móng tay. Có nhiều móng tay nó cắn hết trơn rồi. Trời. Đi chấm đại đi. À. Sao? Ngon không? Ngon không? Dạ ngon. Ừ. Thịt ngọt không? Dạ ngọt. Ngọt nhất luôn ha. Dạ. Tính ra cái hải sản ở đây mình mua trăm mấy ký thì nó cũng rẻ ha. Ừ. Như ví dụ như ghẹ này á, ghẹ này hình như nếu mà cái ghẹ bơi, nếu mà ghẹ bơi bên ngoài, nếu mà con mà bự bự á, người ta bán chắc cũng khoảng cỡ chừng 400-500 ngàn ký không ta? Cái này giá tại hôm sáng mình mua mình không có trả giá. À. Mình quên cái vụ trả giá đi. Chưa trả giá hả? Không nhớ trả giá. Hồi nãy á, lúc mà em mua xong, em luộc xong rồi có cái cô kia cầm con ghẹ cũng cỡ này nè. Ừ. Mà nó đều gan luôn đó nha. Ừ. Rồi xong rồi cái bán là 1,7 ký mà có 130 ngàn. Ký 130 ngàn hả? Ừ. Còn mình mua 150 ký hả? Vậy là nếu mà tính ra 150 là mình mua được khoảng gấp đôi người ta. Gấp đôi luôn á. Ừ. Nè mình tính ra có 2 ký nha. 2 ký mà mình mua tới 300 ngàn. Ừ. Còn cái kia 1,7 ký. Mà cái hồi nãy mấy con ghẹ dưới đó người ta thấy người ta để cái bịch đó lúc nào người ta cũng để dưới nước biển hết trơn. Người ta đứng ngay chỗ cái vũng nước biển hoài đặng người ta gọng á. Giống như gọng đặng cho nó có oxy á. Ừ. Với lại ghẹ anh đem lên đó là anh phải có chạy oxy á nó mới sống. Chứ không nó ngợp ha. Không, nó ngợp nó chết á thì ghẹ người ta bán được. Ừ. Thôi giờ mình nói ăn uống câu đó là biết gì không? Nhiều khi á mình mua ghẹ này mắc mình về mình ăn được, còn như đi mua về ghẹ 100 ba mà 7 ký 1,7 ký mà 130 cũng như ăn không được chết luôn, cũng như trả trả giá quá hồi người ta đưa đồ đồ dở hả. Hôm nay thì tụi em làm cái video này á chủ yếu là để chia sẻ cho anh chị thấy là cái hải sản ở thành phố á cái giá nó rẻ. Có nhiều giá lắm. Mà nó ăn nó cũng được nha, chứ không phải như là mới đầu thì ai cũng sợ nói trời ơi, mua đồ rẻ là nhiều khi ghẹ bị ốp hay là ghẹ nhiều khi nó ốm nó không ngon hay gì đó, nhưng mà thật sự là ăn là rất là ok nha anh chị. Em hôm nay là em cũng làm video này là để em chia sẻ những cái hải sản ở Bến Tre mình để anh chị mình 11 mà mình có đi thành phố thì mình thấy mình cũng dạn mua tí xíu là mình không có sợ mà bị đồ dở hay là đồ hư gì hết trơn anh chị. Nè, con ghẹ có chút chéo mà thịt rất là chắc. Thịt không luôn. Bởi nên nhiều khi là cái vợ gì cũng vậy. Cũng tiền nào của nấy thôi. Ghẹ này thì nó nhỏ thôi nên là nó rẻ tiền chứ không phải là mà nó bị hư hay là gì nó rẻ tiền. Còn trong lúc mình mua thì nhiều khi là nó có một số con nó hơi bị ốm là nó hơi bị mềm á là do là mấy con ghẹ đó là nó bị chết rồi người ta bán mớ cho mình cân ký là mua theo mớ chứ mình không có lựa từng con được, bởi nên là mua là nó sẽ xảy ra cái vấn đề mà nhiều khi có 1-2 con nó hơi bị mềm anh chị ha. Nhưng mà ăn thì vẫn được nha, chứ không phải là mình nói mềm là bỏ là hư nha anh chị nha. Nè, cắt á là cắt từ cái mâm hải sản rất là hấp dẫn ha. Giá nó cũng rẻ. Ghẹ đồ con nào nấy chắc rất là ngon anh chị.
Khi nào mà anh chị mà có đi thành phố thì anh chị cũng mua về mình ăn thử, mình luộc mình ăn thử xem sao ha. À, thôi thì video của tụi em á, mình cũng sẽ tạm ngừng tại đây để tiếp tục sẽ thưởng thức nha anh chị nha. Để mà ghi hình về hoài thì nhiều khi thằng Lâm là nó cũng hơi mắc cỡ, ăn không được anh chị. Thì em cũng hẹn gặp cô chú anh chị và các bạn vào những video tiếp theo nha. Dạ rồi, thầy. Xin chào. Xin chào.